Tại trường Đại học Lạc Hồng sáng nay đã diễn ra buổi hội thảo khoa học kỷ niệm 20 năm thành lập ngành Hàn Quốc học. Đến dự có ông Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai. Được thành lập từ năm 2003, ngành Hàn Quốc học thuộc khoa Đông Phương học trường Đại học Lạc Hồng. Sau 20 năm thành lập và phát triển, ngành đã đào tạo hơn 1.300 sinh viên. Để giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm tốt, trong thời gian qua ngành đã triển khai nhiều chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp, chương trình học bổng cho sinh viên khó khăn. Đặc biệt những năm gần đây, ngành đã tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức các câu lạc bộ thu hút đông sinh viên tham gia. Cùng với đó, ngành còn nhận được sự hỗ trợ hợp tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, đội ngũ giảng viên Hàn Quốc. Qua đó, sinh viên có cơ hội được trải nghiệm, thực tập và sử dụng tiếng Hàn nhiều hơn trong môi trường học tập cũng như tại doanh nghiệp. Trong vòng 20 năm thì chúng tôi đã hoạt động rất là nhiều từ các lĩnh vực về quan hệ doanh nghiệp, về quan hệ quốc tế, cho sinh viên tham gia những cái hoạt động về tìm hiểu trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc, cũng như là cho sinh viên được đi tham quan cũng như là học du học tại Hàn Quốc. Và sắp tới đây thì chúng tôi đẩy mạnh lại quan hệ doanh nghiệp với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Đồng Nai thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp của Cham Đồng Nai, và các hoạt động như là giao lưu sinh viên hay là giao lưu quốc tế chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh và triển khai nhằm giúp cho sinh viên có thể có được những cái cơ hội tốt nhất, được thể hiện bản thân cũng như là phát triển mình trong thời gian học tập tại trường Đại học Lạc Hồng. Với tư cách là giảng viên lâu năm tại trường, tôi thấy rằng Đại học Lạc Hồng là cơ sở giáo dục chú trọng đến việc bồi dưỡng nhân tài, không ngừng đầu tư chất lượng giảng dạy, quan tâm và chăm sóc đời sống sinh viên. Tôi hy vọng tôi cùng với tất cả chuyên gia người Hàn, cùng tất cả giảng viên người Việt của ngành Hàn Quốc học khoa Đông Phương học, trường Đại học Lạc Hồng trong tương lai sẽ nỗ lực hơn nữa bằng việc giảng dạy và trao học bổng cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên cũng như góp phần vào việc phát triển trường Đại học Lạc Hồng. Nhằm cung ứng nguồn lực có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp mà không qua đào tạo lại, trong thời gian tới, ngành Hàn Quốc học sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo chuyên ngành tiếng Hàn ứng dụng kết hợp với các nghiệp vụ như kế toán, xuất nhập khẩu, logistics, nhân sự. Cũng tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đã trao đổi, chia sẻ ý kiến xoay quanh chủ đề, tình hình và triển vọng đào tạo Hàn Quốc học tại Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của 12 bài nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên đến từ các trường, Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn Lang, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, v.v. Thông qua đó, đội ngũ giảng viên, sinh viên có cơ hội tiếp cận với những nghiên cứu chất lượng cao và mở rộng mạng lưới kết nối trong lĩnh vực Hàn Quốc học.